They will make video for me, not take picture for you. Really? Yeah. Oh. I stand behind my camera, right? I don't want to be on film. Okay. Railway Traffic Police Division. Today we are responsible for patrolling, controlling and handling traffic violations, traffic order and safety. Please keep calm and cooperate. We just make a random administrative check. Can I see your driving license, vehicle control and other identification? No, I don't have. You don't have? Yes, then that's enough. Okay, so like this. You have enough valid qualifications and identification documents. Right. Therefore, we are able to let you go. You know, okay. This is the fifth day we launched the campaign to. I read about it, yeah. We launched the campaign to handle traffic violations. Yep, good idea. Yeah. Yeah. This okay. is just a random administrative check. Sure. So please keep calm and cooperate. Okay. Yeah. Thank you. Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you for your cooperation. Yeah. Okay, my pleasure. Yeah. Have a good day. Yes, thank you. Bye. Tuần tra kiểm soát ngày hôm nay của tổ chuyên đề xử lý vi phạm người nước ngoài của chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy là lỗi vi phạm phổ biến của người nước ngoài đó là không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không đi đúng, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, không mang theo giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm. Những cái lỗi này sẽ là những lỗi trọng tâm mà chúng tôi quan tâm và tập trung xử lý. Ngoài ra thì đối với những lỗi vi phạm khác thì chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền nâng cao ý thức người dân có liên quan. Chúng tôi khi mà được vào tổ này thì thông qua sự tuyển chọn của ban chỉ huy phòng cũng như là ban chỉ huy đội thì đòi hỏi trước hết là cán bộ chiến sĩ là phải tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về vững về pháp luật và ngoài ra là phải có trình độ ngoại ngữ để có thể giao tiếp với người nước ngoài. Em xin chia sẻ là hiện tại em là sinh viên, em đang theo học ở trường đại. Dạ vâng, hiện tại là tôi đang theo học ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ngành ngôn ngữ Anh. Thì
em học cái ngành này là từ khi mà em học ở trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đến khi mà em về phòng thì cũng được sự tạo điều kiện giúp đỡ của ban chỉ huy phòng, ban chỉ huy đội cũng như là các anh chị cùng công tác. Thì khi mà em nhận nhiệm vụ này thì em cảm thấy rất là vui, cũng giống như là đáp ứng, giống như là em được phát huy được cái năng lực sở trường của mình trong việc học tiếng Anh cũng như giao tiếp tiếng Anh. Dạ, những ngày đầu tiên thì tụi em cũng gặp không ít khó khăn, tại vì là tụi em cũng phải nghiên cứu những cái thuật ngữ liên quan đến giao thông và tiếng Anh để mà đảm bảo khi mà giao tiếp với người nước ngoài thì người nước ngoài có thể hiểu. Ngoài ra thì như chị thấy là khi giao tiếp với người nước ngoài thì cũng gặp không ít khó khăn, là người nước ngoài đôi khi là họ sẽ có sự chống đối hoặc là họ sử dụng ngôn ngữ khác. Thì đòi hỏi là chính vì vậy mà ở phòng em thì có một cái tổ ngoại ngữ, tổ câu lạc bộ ngoại ngữ, ở đó thì chúng em có thể trau dồi nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì bản thân em hiện tại là em cũng đang học tiếng Nhật nên em đang cố gắng hoàn thiện trau dồi để mà có thể phục vụ tốt hơn cho công tác của mình. Trong thời gian sắp tới của chiến dịch này là góp phần nâng cao ý thức của người nước ngoài khi tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Bởi vậy là tổ chuyên đề xử lý nước ngoài của tụi em khi mà được ban chỉ huy phòng tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện công tác này thì tụi em luôn cố gắng hết sức trau dồi vốn ngoại ngữ cũng như là vốn pháp luật để có thể mà đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác thì yêu cầu công tác thực tiễn như thế này hiện tại. Như chúng ta đã biết, thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Thành phố đã, đang và sẽ là điểm đến du lịch, làm việc, sinh sống hấp dẫn của các du khách nước ngoài. Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông trên đường ngày càng gia tăng. Hầu hết người nước ngoài tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chấp hành tốt pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận nhỏ người tham gia giao thông do chưa am hiểu pháp luật của Việt Nam, do đó còn vi phạm giao thông, vi phạm những quy tắc khi tham gia giao thông trên đường. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người nước ngoài tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã tham mưu cho lãnh đạo Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng kế hoạch mở cao điểm kết hợp giữa tuyên truyền và cưỡng chế xử lý nghiêm những trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy tắc khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện kế hoạch cao điểm chuyên đề trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã thành lập tổ chuyên đề xử lý người nước ngoài, trưng dụng một số đồng chí có kinh nghiệm về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính, có trình độ kiến thức pháp luật cũng như là giỏi ngoại ngữ mà đặc biệt là tiếng Anh để tham gia tổ chuyên đề xử lý người nước ngoài. Hàng ngày, tổ chuyên đề xử lý người nước ngoài bố trí từ 1 đến 2 ca công tác, được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như là camera ghi hình và thậm chí là máy đo nồng độ cồn để tuần tra kiểm soát trên khắp địa bàn thành phố, và tập trung là những địa bàn tuyến đường mà có nhiều người nước ngoài làm việc sinh sống để chú ý phát hiện những trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm. Trong công tác tuần tra kiểm soát phải kết hợp với công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người nước ngoài lần sau tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật Việt Nam, những quy tắc khi tham gia giao thông. Trong quá trình xử lý phải hết sức mềm dẻo, xử lý có tình có lý, đúng người đúng hành vi vi phạm. Khó khăn thứ nhất là về không đồng nhất giữa người Việt Nam và người nước ngoài là về cái chỗ tiếng nói và ngôn ngữ. Thì mặc dù tổ chuyên đề đã được huy động những đồng chí có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ là tiếng Anh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên một số trường hợp người nước ngoài nếu mà sử dụng tiếng Anh giao tiếp với tổ chuyên đề thì tổ chuyên đề có khả năng hướng dẫn cặn kẽ chi tiết những hành vi vi phạm. Tuy nhiên một số người nước ngoài lại không sử dụng tiếng Anh mà sử dụng tiếng ngôn ngữ bản địa của quốc gia đó, do đó sẽ dẫn đến tình trạng là không đồng nhất ngôn ngữ và khó có thể giải thích cho người vi phạm biết rõ những hành vi vi phạm cũng như là hướng dẫn để lần sau tham gia giao thông tốt hơn. Và cái khó khăn thứ hai là người nước ngoài, đặc biệt là người tham nước ngoài du lịch ở Việt Nam trong thời gian ngắn là có nhu cầu thuê một số phương tiện cá nhân để di chuyển giao thông trên đường thì bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý. Thì trong quá trình kiểm tra xử lý thì phát hiện sai phạm, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính cũng như là biên bản tạm giữ phương tiện, và người nước ngoài là theo đó là không có giao biên bản hành chính và quyết định tạm giữ phương tiện cho chủ
cơ sở hoặc là đại diện ngoài cho thuê xe, do đó gây khó khăn cho cái việc xác định chủ phương tiện và thực hiện các quyết định xử phạt tiếp theo. Qua theo dõi thì một số người nước ngoài có những cái hành vi vi phạm phổ biến như là do là người nước ngoài là chưa am hiểu về pháp luật giao thông đường bộ Việt Nam cũng như là các quy tắc khi tham gia giao thông Việt Nam, do đó có một số hành vi vi phạm như phổ biến như là lưu thông không đúng phần đường làn đường quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường, cũng như là một số trường hợp đi vào đường cấm. Và cũng có một số trường hợp đặc biệt là người nước ngoài đã sử dụng rượu bia sau khi sử dụng rượu bia mà tham gia giao thông dẫn đến tình trạng là vi phạm giao thông. So now the police want to check driver license and the paper to move on the insurance of the I don't have it. It's a rental. I don't have any paperwork on me. I'm sorry. How about your passport? I don't. It's my passport at home. Yeah. You can write out your full name and. Each other, mama.